Thân ái xin chào các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta một đôi loa đến từ đất nước mặt trời mọc, đôi loa Onkyo Made in Japan. Đôi loa Onkyo với model của nó là D77 FRX. Đôi này loa 3 quay, bass 28, một mic, một chép dome, mic dome. Nó rất mới ở trong, mình sẽ có một cái clip mổ xẻ bên trong cho các bạn xem. Đôi này rộng 36 cm, sâu 34, sâu 34 và chiều cao là 67 cm. Đôi loa cực kỳ đẹp đấy các bạn ơi, các bạn nhìn tầm xa này đấy, đôi loa rất đẹp luôn đó. Và các bạn sẽ mình sẽ lắc với phía sau đây, phía sau đôi loa có led light đồng hồ. Đôi loa này chơi karaoke rất tuyệt vời này. Chơi karaoke chơi nhạc thì cũng cũng được cả nha. Và bây giờ các bạn xem tiếp chiếc loa phía bên trái màn hình của các bạn, ở bên phải màn hình của các bạn. Và đây đôi loa những cái dòng này thì cái chữ họ in luôn trên mặt trước này, D77FX FRX, bắt cực kỳ đẹp, bắt giống như cái mũi, giống như mũi cơm sành đó. Đôi này rất hay, có lỗ hơi phía trước có bị để sát tường trong nhà vẫn được rồi. Đôi này chơi nhạc chơi karaoke gì là đều đều ok hết các bạn nha. Rất tuyệt vời, đôi này mà các bạn vừa chơi nhạc vừa chơi karaoke rất tuyệt vời, mà đôi này đẹp lắm rồi. Và bây giờ mà hôm nay mình kẹp vào, mình giới thiệu luôn một cái con CD này, con CD Pioneer, Pioneer BDHL 5 mới toanh, có giờ mót luôn, con này chưa xài ở Việt Nam luôn, có thể nói là như vậy đấy, có giờ mót con mót luôn các bạn đấy, giờ mót Pioneer. Và con này rất đẹp, mình có làm cái clip quay nội thất bên trong rồi, cho nên bây giờ mình lười mở ra quá, các bạn có nhu cầu thì mình gửi qua. Con này thì giá của nó là 6.500.000 đồng, con ba CD Pioneer này. Và cái con đền ông 2004 La Mã, mình có làm clip rồi, chỉ nói giá thôi 20 triệu. Và đôi loa này bây giờ các bạn xem luôn cái nội thất phía bên trong của đôi loa này, đôi loa Onkyo này, rồi chúng ta nghe một bản nhạc nha, để Quý Nguyễn tiếp theo khám phá trong đôi loa này. Bây giờ sau khi các bạn đã xem xong cái ngoại thất của đôi loa Onkyo model là D77FRX, bây giờ Quý Nguyễn tháo bên trong ra. Mình thì lúc nào mình cũng làm những cái công việc này, cái công việc mà xóa tan cái nghi ngờ của khách hàng là không biết ở trong nó cái gì, loa ra làm sao, như thế nào. Bây giờ mình mở sẵn ra để cho nó đỡ tốn thời gian này. Các bạn nhìn thấy nè, dưới này là bốn cái chân trắng á, là mình đóng vào gá cái đế đinh vào, đế đinh nhựa vào để cho nó khỏi chạm với nền nhà, khỏi chày, bảo vệ cái loa. Các bạn không thích thì tháo được ra nha. Và các bạn nhìn thấy mình đã tháo ra hai cái bắp loa, còn cái hút bông hút âm à, ở trên này luôn, mình gỡ ra luôn này, mình gỡ ra cái này cũng gỡ ra luôn này, gỡ ra. Và các bạn nhìn thấy hai củ loa khung nhôm rất hoành tráng đẹp luôn, củ loa có cục nằm trong ngoài nữa luôn ấy. Đây, model của củ loa này. Đây, các bạn thấy 80W da băng đầy đủ hết nha. Đây, rất rất là hoành tráng. Mới toanh, đôi loa này phải nói còn mới mới dữ luôn á. Rồi đó là hai cái bass. Và hai cái mid. Hai cái mid đây các bạn. Rất đẹp. Còn 7 màu á. Đây này, các bạn nhìn thấy cái loa đẹp không? Rất đẹp luôn. Đẹp keng luôn, côn tiết đẹp đấy, mình nhẹ nhẹ để xuống của nó kêu, nó kêu nó không, các bạn nghe không rõ hả? Bây giờ này cái viền cao su của nó, cái viền lót, cái viền cao su
đẹp quá, phải nói là đôi loa rất đẹp. Còn bảy màu, cái côn đây các bạn nhìn thấy, côn rất to, côn mic mà côn rất to nha. Soi lại cái côn bên này, ừ to lắm. Rồi hai cái chép các bạn, các bạn nhìn thấy phía trong cái thùng không, bông rồi nó rất còn mới. Hai cái chép, tất cả các cụ loa đều có cái model của loa dài hạn cái chép này, TW450A Onkyo này, 450A Onkyo các bạn này. Zin zin từng từng chi tiết, cái chép nó vẫn là cũ đôi các bạn nha. Đấy, chép mid bass gì cũng vậy hết. Rồi bây giờ mình tiếp đến mình soi cái phân tầng của cái đôi loa này như thế nào nha. Mình phải bê cái cụ loa xuống. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phân tầng à? Phân tầng rất hoành tráng. Mình bê luôn cái loa xuống. Rồi, ok. Bây giờ mình để cận cảnh lại. Đặc biệt Ongo này thì phân tầng của nó rất đặc biệt, ba cái phân tầng trên một cái thùng, một cái của cái bass, một cái của mid và một cái của chép. Các bạn thấy cái ba phân tầng không, người ta làm rời. Đặc biệt cái dòng Ongo thì nó có cái khác hơn như vậy. Mình xem tiếp cái bên này nè, đấy. Đấy các bạn, đấy. Những cái cực kỳ đẹp đó. Rồi bây giờ chúng ta bỏ vào và test một đoạn nhạc nha. Hai cái bass mình lấy ra ngoài này các bạn này. Nó đẹp dữ luôn á, cái mũi giống mũi cơm sành, cái mũi này giống mũi cơm sành của cái loa Akven á, cho nên cái đôi này nó hay, đôi này rất hay, chơi karaoke cũng tuyệt vời luôn. Rồi các bạn mình chờ mình trong giây lát này để mình ráp lại. Vâng, sau khi xem xong nội ngoại thất của đôi loa và những cái sản phẩm mình vừa giới thiệu, bây giờ xin mời các bạn nghe ca khúc nha, của Trường Vũ. Xin mời các bạn. Thương
từ khi vào linh rồi lành xa cụ cối ngày nào toàn câu răng rồi tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi đời linh còn nghĩ gì ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối xóa quê cũng khi bao tình tôi mến đêm trăng rằm mộng ngày hiền hòa bên mái cây năm xưa tôi nhớ nữa.